Sáng nay ngày 24 tháng 5 ở miền Bắc vẫn mưa dai dẳng không ngớt, nhiều nơi tiếp tục ngập lụt sau những đợt mưa nối tiếp, nhiều xe ô tô lặn trong nước. Theo đó, hầu hết các tuyến đường của thủ đô Hà Nội sáng ngày 24 tháng 5 đều xuất hiện tình trạng ùn tắc giao thông. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều phương tiện chết máy. Điển hình, đường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Các tuyến đường gom dọc đại lộ Thăng Long, đoạn đường tại khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn ngập sâu tới hơn 30 cm. Nhiều tuyến đường nội đô cũng xảy ra tình trạng ùn tắc như Lê Văn Lương, đường Láng, khu vực nút giao ngã tư Sở, đường Trường Chinh, đường Vũ Trọng Phụng, khiến việc di chuyển vào giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn. Tại Hà Nội, các cửa ngõ vào nội thành như Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng tắc nghẽn xe cộ vào giờ cao điểm. Còn ở ngoại thành, nhiều nơi ngập trắng, nước mưa ứ động không kịp tiêu thoát hoặc từ sông lạch tràn lên nhà dân. Trong khi các đợt mưa vẫn chưa ngớt, nhưng rất may lưu lượng không lớn. Trời nhiều mây, âm u, thời tiết vẫn rất xấu. Tại khu đô thị Nam An Khánh và đường Lê Trọng Tấn gần khu du lịch Thiên Đường Bảo Sơn, đến sáng nay, ngày 24 tháng 5 không còn ngập lụt nặng như ngày 23 tháng 5. Nhưng trên tuyến đại lộ Thăng Long qua huyện Hoài Đức và quận Nam Từ Liêm, một số hầm chui dân sinh vẫn đang ngập úng. Lực lượng cảnh sát giao thông đang phải túc trực điều tiết xe cộ, hạn chế để xe đi qua. Trong khi đó, lực lượng công nhân tiêu thoát nước đang tích cực dùng xe bồn dã chiến để hút bớt nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm nay, ngày 24 tháng 5, vẫn còn mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to tại Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, có nơi trên 130 mm. Ngoài ra, trong chiều và tối nay, ngày 24 tháng 5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng 20-30 mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50 mm. Dự báo đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29 tháng 5, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa cảnh báo, sáng nay, ngày 24 tháng 5, khối mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông,